Và chào mừng tất cả mọi người đã lại tiếp tục quay trở lại với channel The Avigirl của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tới với một cái thể loại game Việt Nam tiếp theo ở trong Roblox. Ngày hôm nay thì mình vừa mới tìm thấy một trò chơi nó có tên là Bus Driver Việt Nam. Một tựa game mà có vẻ như là chúng ta sẽ vào đây chúng ta lái xe bus. Đây vừa mới vào có một thanh niên gì đây Văn Tùng hỏi review game mà. Đấy rất bố đời. Cũng là game Việt Nam rồi anh em ạ. Rồi không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Đâu để vào xem nào. Game Việt Nam này có cái gì nào? À hay xả đúng game Việt Nam rồi. Cấm lửa hay gì này mặc dù chữ này hơi mờ tí này. Cấm hút thuốc, cấm lửa các thứ là có biển báo Việt Nam hết này. Ồ. Vậy là toàn bộ những cái xe trong này là xe Việt Nam chăng? Úi giời, Tâm Bảo Anh nữa cũng có luôn đây. Đây làm của xe VinFast anh em ơi. Trời ơi, chuẩn Việt Nam luôn. Nói chung là mình đã từng chơi rất nhiều thể loại game Việt Nam rồi. Từ những cái thể loại game quân đội, game roleplay các thứ là mình đã chơi hết. Còn game này thì ơ kìa, cái thằng ấy. Thằng ấy lái kiểu gì vậy? Ê, anh ra đây xe cảnh sát giao thông lái tạt đầu người khác ạ. Nó mang, nó lôi xe mình đi luôn rồi anh em ơi. What the. Làm con xe mẹc đi anh em nhỉ. Đỗ xe cái kiểu gì cứ dính dính người khác thế này. Rồi ra cái đoạn này nha. Úi dồi, xe này giống mấy thằng ăn trộm trong phim này. Thôi thôi thôi. Tôi là tài xế taxi đây. Anh bạn nào muốn lên taxi của tôi không nhỉ? Lên taxi đi nào các quý vị ơi. Đúng rồi, ai cũng sẽ được đưa về nhà thôi. À, thanh niên này muốn được đưa về nhà đúng không? Úi dồi, cái gì đây? Úi dồi. Tình hình là đúng đường phố Việt Nam rồi hay sao ấy anh em ạ? Không là có vẻ là hơi chen lấn xô đẩy. Cái dài này đỗ xe kiểu gì sao như kiểu sắp rơi xuống nước này. Rồi, đi nào, đi nào. Úi dồi, đường Việt Nam đây à? Anh! Đây, đường Việt Nam đây, anh em có thể thấy. Mặc dù nhìn chả thấy biển báo. À đây, có Khánh Giang Thâu này. Đây. Có biển báo cũng có chữ Việt đấy. Thì chúng ta chắc là đang đi trên đường để đưa hành khách Văn Tùng này về nhà. Văn Tùng này về nhà. Thế là hành khách Văn Tùng này về đâu? Về bến xe buýt à hay sao? Đây bến xe buýt các bạn ơi. Có chỗ đổ xăng luôn. Đi đây. Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu. Rồi chỗ đổ xăng nhưng mà không thấy là nhân viên đổ xăng đâu cả. Đúng kiểu thằng nào hết xăng tới đây mà đổ. Đây có cả mấy cái chỗ. Có cả cửa hàng Oppo điện thoại nữa này. Cửa hàng điện thoại thì trông như cái nhà hoang này. Nhà Việt Nam sao là đại lý sim thẻ các thứ toàn nhà đều này. Cho quả gì xịn xịn tí chứ. Ê mà từ từ nha. Tài xế này có vẻ lái xe hơi đâm. Em bình tĩnh bình tĩnh. Đây để mình làm đường cho anh em xem. Đó. Đó. Lái xe tuy đâm nhưng mà mạng sống tí quý khách là vẫn còn sống. Khách hiểu không? Đấy. Tuồn lách này. Đấy. Đèn xanh à, drip nhờ, làm pha drip phán. Ôi sao, quý khách sao đây? Quý khách bỏ xe rồi. Trời ơi, quý khách cứ tin tưởng tôi. Sao lại bỏ xe thế à quý khách? Khách này không tin tưởng tài xế này. Thế để tôi đi ngược chiều cho quý khách nhá. Rồi. Quý khách cứ yên tâm. Ôi rồi. Ta hiểu thằng nào nó xây quả đường rơi xuống hồ nước thế ạ. Đây không phải đường Việt Nam rồi, đây chắc là đường bên nào rồi, không phải Việt Nam rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi sang loại xe khác đi. Xe làm quả xe tải hay xe gì đấy đi. Đây làm quả xe buýt đi nhờ. Tài xế xe buýt tí nhờ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ trở thành người lái xe buýt. Có quý khách nào lên xe thì lên lại đây nào. Bây giờ tôi sẽ đưa các quý khách sang Trung Quốc. Người bán được là chắc cũng nhiều tiền đấy anh em ạ. Đó, chả có quý khách nào lên nhờ. Lên xe. Rồi quý khách bên này lên xe. Ồ, ế rồi anh em ạ, ế rồi. Thôi thế mình thử lên xe thằng này em ạ. Lên xe thằng này em ạ. Đưa tôi về nhà. Đưa tôi về nhà. Rồi anh bạn tài xế này đưa tôi về nhà đấy. Đúng rồi. Anh bạn tài xế này có vẻ lái quả xe xịn đấy. Mercedes luôn. Nhìn thấy xe xịn rồi này. Ui giời, lại biển số lại còn 6789 nữa này. Ấy, anh bạn này tài xế này có vẻ hơi giật nhỉ. Tài này chắc hôm qua là uống hơi nhiều rượu bia này. Lái xe là hơi giật lác này. Cái gì có cả xe cảnh sát đấy. Xe cảnh sát đuổi theo ra. Rồi. Ôi đời 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 lên thằng xe tải xem nào. Lên thử thằng xe tải xem nào. Ôi rồi, tai nạn giao thông rồi, tuyệt vời. Đây là một vụ va chạm rất là kinh khủng. Phải tự lái đây anh em ơi. Mấy thằng nhìn kia lái vớ vẩn lắm. Sẽ thử rẽ sang cái khu phố khác xem là khu Việt Nam khác nó sẽ như thế nào nha. Đấy mình thấy có một cái lối rẽ ở phía đằng sau. Xe giao hàng đúng rồi. Bây giờ không làm tài xế taxi nữa anh em nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ làm xe ra. Ui rồi, không biết gì hết. Ôi, không biết gì hết. Ui rồi, thằng nữa. Ui rồi, bình tĩnh. Anh bạn có thể lên được, tôi tin anh bạn. Lên đi. Rồi, đường xá chật chội quá. Ôi, cẩn thận mọi người. Ui rồi, đâm hết vào nhau rồi. Kẹt luôn ở đầu xe rồi. Rồi. Tạch điện cái rồi luôn. Ta nói chung là cũng chả biết gì hết nhá. Không, mình không phải là vụ người gây ra vụ việc đấy. Anh em, mình là người đi qua đường thôi, mình chả biết gì cả. Ôi, xây đường này trông này, xây đường đúng thể như kiểu cái bẫy người ấy anh em ạ. Ý thì không nhảy ra kịp, chắc rơi xuống thật đấy chứ. Nào, sẽ đi thử đường bên này. Game này anh em phải đi cẩn thận nha. Đi vớ đi vẩn là mọi người sẽ khả năng là sẽ tắm sông đấy. Giống như mình vừa rồi ấy. Rồi, để xem đi đường này như nào nhá. Nào, rửa xe chuyên nghiệp chú Cường. Đâu, ai rửa xe? Chả thấy chú Cường nào đây cả. Bị bợm thực sự. Rửa xe, chả thấy chú Cường nào rửa xe đây. Rửa xe chắc rửa dưới sông, dưới hồ này chứ rửa cái gì. Rồi, đi tiếp. Một dãy nhà bên này. Wow. Các biệt thự liền kề các bạn ơi. À đâu, các biệt thự Việt Nam đây. Uầy, chắc là không vào được đâu. Ta có một cái doanh trại ở đây. Doanh trại quân đội này. Ở Việt Nam này. Thế đấy chứ. Đi đây, trường học à? Học hay là cái gì đây? Nhà túp lều tranh à? À đúng rồi, túp lều tranh các bạn ơi. Rủ thêm cô bạn gái nào vào đây. Đúng kiểu một túp lều tranh. Nhưng mà túp lều tranh có quả bàn ghế này hơi xịn này. Tường này cần sơn lại các bạn nhé. Không là hơi giống nhà hoang. Mà sao Việt Nam đồng của mình đang là không đó? Game này kiếm tiền kiểu gì? Đang chưa có tiền anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn có rất nhiều xe. Ôi. À, tiện đây, tiện đường công tác. Ngồi trà đá vỉa hè tí nhỉ. Nhưng mà tiếc là cũng chả có ai bán cả. Thôi tự vào tự lấy nước anh em ạ. Đấy, game này tự vào tự lấy nước trong tủ uống các bạn nhé. Không có ai bán hàng đâu. Phố như ở thành phố zombie ấy. Rồi, hỏng xe này chúng ta lấy xe khác anh em đó. Để sân chơi mà. Giờ chúng ta sẽ đi lên trên cái khu trên này xem là có cái có cái nhà trên kia. Nhà biệt thự trên núi à? Ừ. Cái này chúng ta có thêm một trạm xăng này. Đấy. Thế rồi, vậy là quanh cái khu này là mấy cái khu nhà ở ấy. Anh em nào muốn giả vờ anh em ở thì anh thể. Và game này chắc là đa số nó cũng chỉ lái xe vòng quanh thôi. À. Thế rồi, rửa xe. Rửa xe chuyên nghiệp chú Cường đây rồi. Chú Cường đây à? Chú Cường rửa cháu cái xe cái. Ui. Cường chắc là vừa đi đi đâu về đúng không? À đây, chú Cường đeo kính này đúng rồi. Và xe đâu nhỉ? Thế rồi, rửa xe. À, chú Cường đâu? Rửa cháu cái xe cái chú Cường ơi. Ui. Cường lại bỏ đi rồi. Trời ơi, ai hiểu thành phố cái kiểu gì. Ui dồi ôi, thấy thằng nào nó vừa tổ lái. Đấy, cái xe này đấy, ok luôn. Có cả bật xi nhan nữa. Ôi, siêu xe. Có cả siêu xe ở đây luôn. Đấy. À, né đường thế nào. Khu này chắc là khu của xe buýt các thứ anh em ạ. Chả có gì. Sẽ thử đi thẳng một phát nữa xem là cái phố này còn thứ gì không. Đây, khu này vừa đi qua này. À, tắc đường quá, trời ơi. Cái lái đâu vậy? Ở đây cũng là đường à? Ra đây cũng là đường à? Ờ, ok. Này đường ra đâu? Đường cao tốc. Chỗ này là để anh em phóng này, anh em làm racing boy này. Được, đường cao tốc, làm con xe nào cho nó hoành tráng đi anh em ơi. Nào, đường cao tốc, let's go. Đi. Xe không đi. Cái game này lúc nó đi được, lúc không đi được, lạ vậy. Rồi, đi nào. Đường cao tốc. Đó. Trời ơi, phóng chưa. Cao tốc tha hồ phóng. Đấy. Ở chỗ kia không phóng được, ở chỗ kia phải đi từ tốn. Chỗ này anh em tha hồ phóng nhá. Em phóng đường cao tốc thì cũng sướng lắm. Cứ bắt ga thôi. Cái này có vẻ như nó sẽ đưa mình sang một thành phố khác chăng.
Đúng game này Việt Nam anh ạ, trong chat toàn người Việt Nam chat này. Ok, dù là không hiểu kiếm tiền trong game này kiểu gì, tiền ai cũng là không. Tiền ai cũng dừng ở mức không, có mỗi thanh niên này là 83.000 không hiểu sao. Ai hiểu kiếm tiền trong trò này kiểu gì? Đó là kiểu làm tài xế xong rồi đưa về nhà. Ui! Anh dài kia chắc xiếc anh em ạ, chứ không phải là tai nạn đâu đúng không? Đúng chưa? Chúng ta đã tới khu vực mới rồi. Khu vực gì đây? Rồi. Đi qua đường cao tốc và chúng ta đã tới với... Ôi. Đây, một thành phố mới các bạn ơi. Còn... phố này cũng toàn điện, máy xanh các thứ này. Ui, làm đúng Việt Nam anh em ạ. Nhưng mà cái này chắc là hình... hình kiểu nó dán lên ấy. Đây, mấy cái hình... hình chụp ngoài đời ấy ạ. Ái trưởng. Ai trương cả quà tặng điện thoại các thứ chứ. Toàn cửa hàng điện thoại phụ kiện thôi. Mất công ra một thành phố mới mà để chăm sóc điện thoại à? Có vẻ như khu này hết rồi ấy. Ờ. Chung là tựa game này để vào lái xe các thứ, test xe thì cũng khá là vui. Em mà thích đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại mọi người vào trong những video lần sau nha. Game đua xe khá vui.